Nguyên Băng Nghiên là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc thời gian gần đây, được khán giả biết đến qua vai diễn Trử Toàn Cơ trong bộ phim cổ trang Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và thường gọi cô với biệt danh là Lưu Ly Mỹ Nhân. Ngoài ra, thì nữ diễn viên này hiện đang vướng phải những thị phi xoay quanh vụ việc scandal trốn thuế. Vậy thì hãy cùng Blog Giải Trí tìm hiểu về quá trình sự nghiệp và trưởng thành của nữ diễn viên này trong video này nhé! Viên Băng Nghiên là ai? Viên Băng Nghiên là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô sinh ngày 17 tháng 1 năm 1992 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong một gia đình có cha và mẹ đều làm công chức nhà nước. Cô tốt nghiệp tại Trường Học viện Hí kịch Thượng Hải và là bạn học cùng khóa với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay từ khi còn nhỏ, Viên Băng Nghiên đã được gia đình cho theo học múa và tam thập lục. Nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình mà cô đã có cơ hội tham gia lưu diễn tại rất nhiều quốc gia khác nhau như là Úc, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật, Singapore, v.v. Năm 2010, với năng khiếu nghệ thuật của mình, cô đã thi đỗ vào khoa biểu diễn và khoa biên đạo múa tại Trường Học viện Hí kịch Thượng Hải. Con đường sự nghiệp của Viên Băng Nghiên. Những năm tháng bắt đầu sự nghiệp đầy gian nan và khó khăn. Sau khi tốt nghiệp, Viên Băng Nghiên ký hợp đồng với Anak Studio để bắt đầu con đường làm nghệ thuật, diễn xuất phim ảnh của mình. Viên Băng Nghiên đã có vai diễn đầu tay của mình trong bộ phim điện ảnh là Diệp Vấn. Mặc dù góp mặt trong phim, tuy nhiên bởi vì vào vai diễn phụ, cho nên cô chưa kịp để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Sau đó, Viên Băng Nghiên tiếp tục tham gia bộ phim thứ hai của mình, Căn hộ Tình yêu 4, và cũng giống như bộ phim Diệp Vấn, kỹ năng diễn xuất của cô vẫn chưa nhận được nhiều sự chú ý. Bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Năm 2014 là một trong những năm Viên Băng Nghiên đã có những bước chuyển biến đột phá đầu tiên trong sự nghiệp của mình bằng vai diễn chính trong bộ phim truyền hình Hoa Khôi Ngây Thơ và Hội Trưởng Bá Đạo. Mặc dù đây không phải là một tác phẩm quá xuất sắc, tuy nhiên vẫn nhận được sự quan tâm ít nhiều từ phía khán giả. Năm 2015, Viên Băng Nghiên có cơ hội hợp tác với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Lão Cử Môn. Mặc dù chỉ là vai diễn phụ, tuy nhiên chính vai diễn này đã giúp cho Viên Băng Nghiên có tiếng tăm hơn so với những lần trước nhờ màn kết hợp đầy ăn ý với diễn viên Trương Nghệ Hưng. Năm 2016, mỹ nhân Hoa Ngữ này không còn phải diễn những vai phụ nữa, mà thay vào đó, cô nhận lời mời vào vai diễn chính trong hai bộ phim Trở Về Minh Triều Làm Vương Gia và Thanh Xuân Tháng 2 Mặt Trời Đang Rực Rỡ. Sau đó, cô tiếp tục có vai diễn Mạc San San trong bộ phim Tương Dạ và những vai diễn nặng ký hơn. Có thể kể đến như Thính Tuyết Lâu năm 2019, Tương Dạ 2 năm 2020. Thành công lớn nhờ vào bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Năm 2020 là một năm thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất cho cá nhân Viên Băng Nghiên khi cô được vào vai diễn Trử Toàn Cơ trong bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Từ khi công bố dàn diễn viên tham gia bộ phim này, thì Viên Băng Nghiên bị khán giả phản đối và chê bai là cô không có đủ nhan sắc để đảm nhận vai diễn này. Thế nhưng sau khi bộ phim được công chiếu trên toàn cầu, thì tất cả những ai chê bai về nhan sắc của cô nàng đều phải câm nín ngay lập tức. Bởi vì nhân vật của cô trong bộ phim này thì vô cùng đáng yêu, khả năng diễn xuất thì quá tự nhiên, đến nỗi tất cả khán giả theo dõi đều bị cô thu hút. Thực lực của Viên Băng Nghiên được khán giả công nhận. Sau bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được rất nhiều thành công mỹ mãn, thì Viên Băng Nghiên còn đảm nhận nhiều vai diễn khác. Trong số những bộ phim đang chờ chiếu, điển hình như là Trăn Thiếu Niên, Lôi Đình Lệnh, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, v.v. Từ đó mà những tin tức xoay quanh về Viên Băng Nghiên là chủ đề được rất nhiều khán giả và người hâm mộ quan tâm nhất. Vụ việc scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên. Ngoài sự nghiệp đóng phim ảnh, thì Viên Băng Nghiên được công chúng biết đến nhiều hơn với những thị phi xung quanh nữ diễn viên này, đặc biệt là vụ việc scandal trốn thuế. Cụ thể là vào tháng 7 năm 2022, thì công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Lệ Nghiên do chính Viên Băng Nghiên là đại diện pháp nhân và giám đốc điều hành, được cho là đã có hành vi trốn thuế và phải nộp phạt số tiền là 146.000 USD, tương đương với khoảng 3,4 tỷ đồng. Sau vụ việc scandal trốn thuế, Viên Băng Nghiên đã bị Dior xóa bài quảng cáo của cô nhằm động thái muốn cắt đứt mối quan hệ. Kể từ đó, cô bị rất nhiều fan hâm mộ quay lưng và được đồn đoán là sẽ không thể tiếp tục tham gia những bộ phim còn dang dở và những tác phẩm đã được hoàn thành của nữ diễn viên cũng sẽ bị cấm sóng. Và trên đây là những thông tin về quá trình trưởng thành và sự nghiệp của nữ diễn viên Viên Băng Nghiên.
Để cập nhật những thông tin mới nhất hiện nay, các bạn nhớ theo dõi kênh Vlog Giải Trí các bạn nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.